làm rạng danh vũ khí Nga, Việt Nam cần gì cũng có. Quý vị và các bạn thân mến, Nga luôn là một người bạn tình cậy số 1 của Việt Nam. Chúng ta cần vũ khí, kể cả những loại hiện đại nhất, bạn sẵn sàng cung cấp với nhiều điều kiện ưu đãi. Thực tế chiến đấu khốc liệt nhất là trên mặt trận bảo vệ bầu trời, các lực lượng tên lửa tiêm kích và radar Việt Nam đã chứng minh một cách không thể hoàn hảo hơn rằng nhờ có sự thông minh sáng tạo nhanh nhạy và lòng dũng cảm mới có thể chiến thắng và đã biến vũ khí do Liên Xô viện trợ thành những mối đe dọa hết sức đáng sợ và khủng khiếp với không quân Mỹ. Chính những chuyên gia quân sự Liên Xô đã phải thúc lên, cảm ơn Việt Nam, các bạn đã sử dụng hiệu quả và làm rạng danh vũ khí của chúng tôi. Tướng Abraham Demin, nguyên tư lệnh phòng không và phòng thủ tên lửa Liên bang Nga, đánh giá cao các kinh nghiệm được đúc rút trên thực tế chiến đấu ở chiến trường Việt Nam giúp quân đội nga hoàn thiện vũ khí học được cách ứng dụng trang bị khí tài vận dụng chiến thuật trong tác chiến phòng không. Tướng Anatoly Podiev, cựu chuyên gia quân sự phó chủ tịch hội hữu nghị Nga Việt cho biết cảm ơn các bạn đồng nghiệp Việt Nam vì đã cùng chúng tôi nghiên cứu tích lũy được những kinh nghiệm chiến đấu quý báu đây là điều mà các bạn có quyền tự hào quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội bất bại trong chiến tranh mặc dù liên xô và các nước bạn bè đông âu đã viện trợ cho việt nam nhiều loại vũ khí tương đối hiện đại nhưng so với những gì mà các quốc gia trung đông nhận được thì vẫn còn kém xa vậy mà chúng ta đã sử dụng rất hiệu quả thậm chí là vượt tính năng trong khi ở trung đông cùng thời gian đó dù có trong tay nhiều thứ hiện đại hơn họ lại không phát huy được tính ưu việt đã có những tổn thất rất lớn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của vũ khí liên xô Tất nhiên bộ đội Việt Nam cũng gặp phải những khó khăn, nhưng so với những chiến công mà vũ khí Liên Xô mang lại thì quả thật là quá bé nhỏ. Do vậy chẳng có gì quá lời khi nói Việt Nam đã làm trạng danh vũ khí Liên Xô. Ngày nay, khi thị trường vũ khí thế giới trở thành môi trường cạnh tranh khốc liệt, những thành công ở Việt Nam góp phần quan trọng quảng bá để vũ khí Nga trở nên lung linh hơn trong mắt những khách hàng tiềm năng. Đâu đó có sự lan truyền niềm tin âm thầm nhưng mạnh mẽ. Đây chính là một cách quảng bá tự nhiên khiến nhiều nước nhìn và tham khảo phong cách Việt Nam để mua sắm vũ khí trang bị cho mình. Phải khẳng định rằng, Liên bang Nga ngày nay cũng như Liên Xô trước đây luôn là người bạn tin cậy số 1 của Việt Nam. Như đã biết, sau khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ và phương Tây cấm vận, các bạn Nga vẫn gìn giữ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và sẵn sàng cung cấp những vũ khí hiện đại với những điều kiện ưu đãi hơn nhiều so với các quốc gia khác để chúng ta đủ sức phòng thủ, đánh bại mọi âm mưu xâm lược của kẻ thù. Nhờ thế, bầu trời, vùng biển, trong lòng biển và trên đất liền của Việt Nam hiện nay đã và đang tiếp tục được các thiết bị quân sự của Nga bảo vệ một cách tinh cậy. Với Việt Nam, Nga gần như không có vùng cấm nào bởi chả có lý gì về hạn chế không cung cấp vũ khí hiện đại nhất cho một quốc gia xuất sắc, làm trạng danh đưa vũ khí Nga tỏa hương khắp Nam Châu Bốn bể. Có thể kể đến những vũ khí tối tân mà Nga đã bán cho Việt Nam trong 20 năm qua phòng không không quân, tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27, tiêm kích đa năng hiện đại Su-30 MK2, tên lửa phòng không tầm xa S-300 BMU-1, radar phòng không hiện đại như đai nhìn vòng tầm xa Nebo UE và Nebo SV, từng một thời là radar hiện đại nhất của Nga, tiếp đến là radar bắt thấp chuyên nhiệm Kasta 2E2. Hải quân, trước hết vài cây đến tàu ngầm Kilo 636.1 là phiên bản hiện đại hóa sâu được đánh giá là việc trội hơn tất cả các tàu ngầm cùng loại mà nga đã bán cho ấn độ trung quốc và một số quốc gia khác đánh giá về mức độ hiện đại tàu ngầm Kilo 636.0 của hải quân việt nam chỉ thua mỗi tàu Kilo 636.3 được thiết kế riêng cho hải quân nga mà thôi ngoài ra các tàu hộ vệ tên lửa Kipat 3.9 tàu tên lửa tấn công nhanh Monia Tên lửa bờ K-300B Parson B sử dụng tên lửa Yakhon đang đóng vai trò là xương sống của Hải quân Việt Nam một cách vững chắc. Hiện nay trong bối cảnh Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí, mở ra cơ hội cho Việt Nam tiếp cận với các vũ khí hiện đại của phương Tây, khiến Nga lại càng phải nỗ lực hơn để giữ được bàn hàng truyền thống. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nhiều bởi trước đó Nga đã và sẽ tiếp tục cung cấp cho Việt Nam một vũ khí cần thiết để bảo vệ Tổ quốc. Chính đại tá Igor Novoselov, nguyên trợ lý chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Viện Duma, Liên bang Nga cho biết Quân đội Việt Nam được trang bị các hệ thống tên lửa phòng không S300, trong tương lai không xa thay thế chúng sẽ là S400, những tổ hợp tên lửa hiện đại nhất, S400 bắn hạ mục tiêu ở các độ cao lớn và nhỏ, hoạt động trên diện tích rộng. Với Việt Nam, đối tác chiến lược của chúng ta ở Đông Nam Á, nước Nga đang duy trì sự hợp tác quân sự và kỹ thuật rất hiệu quả. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng trong tương lai gần sẽ có thêm nhiều loại vũ khí tối tân của Nga, kể cả những món quốc bảo sẽ tới tay Việt Nam, một cách đường hoàng, tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung và quân đội hai nước nói riêng. Tất nhiên, đã qua rồi cái thời viện trợ không hoàn lại, hiện nay tất cả việc mua bán đều theo cơ chế thị trường, miễn là điều kiện kinh tế cho phép. Chính đại sứ Nga tại Việt Nam đã cho biết về sức mạnh của vũ khí Nga, có lẽ tôi cũng không phải nói gì thêm. Các bạn đã được chứng kiến chúng vô diện sức mạnh như thế nào ở Syria rồi. Do đó, tôi vẫn thiên về một tương lai tươi sáng cho sự hiện diện của vũ khí Nga trên thị trường vũ khí Việt Nam. Hiện Trung tâm nhiệt đới Việt Nga đang tham gia nhiều dự án nghiên cứu để nhiệt đới hóa vũ khí xuất xứ từ Nga, giúp chúng chống chọi tốt hơn, hoạt động hiệu quả hơn trong môi trường nhiệt đới nóng ẩm. tạp chí Jens, tập đoàn vũ khí BA System đang tiến hành một dự án mở rộng hiểu biết và tiến tới xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á của BA System, Nick Clover, tiết lộ với tạp chí Jens rằng gần đây công ty đang tiến hành đánh giá Việt Nam cũng như các cơ hội tiềm năng.